Từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ KOL vi phạm pháp luật trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Thời gian tới, thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Văn hóa. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nhanh chóng xây dựng quy trình xử lý cụ thể cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông phối hợp cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch xây dựng quy trình xử lý hạn chế phát sóng biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ kol có hành vi vi phạm pháp luật trái thuần phong mỹ tục Trước đó, bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2021 cũng khuyến nghị các cơ quan thông tấn báo chí phê phán lên án, cân nhắc sử dụng hình ảnh của những nghệ sĩ vi phạm quy tắc ứng xử nhưng không hiệu quả vì chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu. Mức phạt với hành vi đưa tin sai sự thật chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng, trong khi mức phạt vi phạm về quảng cáo chỉ 80 triệu đồng. Thời gian qua, không ít sao Việt đã có hành vi vi phạm, phát ngôn không đúng mực, thổi phòng công dụng của những sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội. Với chủ đề...